Quý Tín Chủ tuổi Tân Mùi thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại Quý Tín Chủ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc Quý Tín Chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, để giúp cho Quý Tín Chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mạng biết được những điều Quý Tín Chủ cần phải làm tốt hơn và những điều Quý Tín Chủ cần phải tránh để trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây có thể đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe bình an. Và nếu như Quý Tín Chủ nắm bắt được cơ mệnh này thì sự nghiệp tài lộc của Quý Tín Chủ có thể lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà, không những trả sạch được nợ nần mà còn có thể phất lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng ngước mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Vậy vận trình của Quý Tín Chủ tuổi Tân Mùi nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc bình an? Thì ngay sau đây xin mời Quý Tín Chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 là 34 tuổi âm lịch và 33 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Tân, ngũ hành Kim, gặp năm Giáp Thìn 2024 có thiên can là Giáp, ngũ hành Mộc, chủ về mối quan hệ bình hòa. Cho thấy đây là năm người tuổi này công việc chủ về sự bình ổn sẽ tốt hơn, thay đổi về công việc thường không được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, ngũ hành của thiên can tuổi khắc với ngũ hành thiên can của năm nên chủ mệnh có thể gặp bất lợi về sức khỏe. Trong gia đạo năm này cũng không được an ổn, đưa tới chuyện buồn phiền. Xét về địa chi. Người tuổi này địa chi là Mùi, gặp năm Giáp Thìn 2024, địa chi là Thìn, chủ về quan hệ tứ hành xung. Theo tử vi tuổi Tân Mùi năm 2024, nam mạng, cuộc sống dễ gặp phải những bất lợi đưa tới, công việc kinh doanh hay làm ăn dễ đưa tới kết quả không như ý muốn. Sức khỏe bản thân đau ốm và bệnh tật thì lâu khỏi. Ngoài ra, ngũ hành địa chi Mùi là Thổ, gặp năm Thìn hành Thổ là Vượng Thổ, theo đó càng đem tới những bất lợi liên quan tới tiền bạc hoặc công việc. Xét về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh của người sinh năm này là Thổ, gặp hành hỏa của năm Giáp Thìn, tương ứng quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo tử vi Tân Mùi năm 2024 nam mạng, chủ mệnh tuổi này có thể gặp nhiều tin vui trong cuộc sống, cùng với đó mưu cầu liên quan đến danh vọng thì được lợi. Trong năm nếu có dự định xuất tiền kinh doanh, đầu tư làm ăn thì nên thực hiện. Bên cạnh đó, việc xuất hành đi xa trong năm cũng may mắn, nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Xét về cung phi. Theo tử vi tuổi Tân Mùi năm 2024, nam mạng, cung phi của người tuổi này là Ly, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm 2024 Giáp Thìn, cung phi là Chấn, ngũ hành thuộc mộc, là quan hệ sinh khí. Năm này, tốt, mở mang kinh doanh trong năm ý nghĩa thuận lợi, mưu cầu về công danh cũng được như ý muốn. Xét về ngũ hành cung phi của năm là hỏa, tương sinh với hành mộc của cung phi tuổi này, nên mọi việc tiến hành trong năm như ý muốn, nhận sự giúp đỡ của quý nhân, kinh doanh làm ăn may mắn và trong nhà có tin vui. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa xung, công việc làm ăn của tuổi Tân Mùi nam mạng năm 2024 không được tốt. Ngoài ra, trong nhà thiếu hòa khí và có chuyện buồn phiền đưa tới. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Tân Mùi. Vận trình không quá thuận lợi nên làm gì cũng phải tự thân vận động, khó được người giúp đỡ, lại dễ bị kẻ xấu ám hại, gây cản trở đủ đường. Tiểu nhân vận khá rõ, những dự định hùn vốn hợp tác tốt nhất nên tạm gác lại hoặc không nên tin tưởng người quá dễ dàng. Tài sản trong năm không tích lũy được là mấy, lại còn có dấu hiệu hư hao. Chuyện tình cảm cũng nhiều buồn phiền. Sao chiếu mệnh, sao kế đô. Sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất. Hạn địa võng là hạn xấu, người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống,
gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2024 của quý anh tuổi Tân Mùi là Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Tân Mùi, trong năm 2024, phải chịu tác động của nhiều hung tinh về con đường công danh. Sự nghiệp có chiều hướng phát triển không mấy thuận lợi, có nhiều điểm không lành xảy đến. Nhưng quý anh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi, nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo hay kế hoạch trước đó, khiến cho quý anh rất vất vả, phải lao tâm khổ tứ nhiều bề. Trong năm này quý anh tuổi Tân Mùi phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, cho nên công việc cũng sẽ gặp bất lợi. Ngoài ra, sự tác động của sao kế đô lại đúng vào năm phá thái tuế, làm cho quý anh tuổi Tân Mùi gặp tiểu nhân vận khá lớn, người âm quấy phá. Quý anh không nên lo chuyện bao đồng, cũng cần cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng làm điều sằng quấy, cướp đoạt công sức. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, cũng sẽ có những tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp. Chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Quý anh cần phải công tư phân minh chính là điều cần thiết trong năm này, hạn chế để cảm xúc cá nhân xen vào, có thể gây ra thị phi, khó thu phục cấp dưới, ít được lòng cấp trên. Công việc sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý anh cần can đảm, dũng cảm đối mặt, biết lấy ổn định, an toàn làm trọng, nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao độ thì mới đạt được kết quả tốt đẹp. Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác, để dính vào lao lý, pháp luật, tiền mất tật mang, nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Tân Mùi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tài lộc của quý anh tuổi Tân Mùi trong năm này cũng không mấy khả quan. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho quý anh có vận khí suy giảm, về thu nhập ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định. So với những năm trước đây, thì thu nhập của quý anh trong năm này sẽ bị giảm mạnh. Trong năm này, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khóc và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho quý anh sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Quý anh tuổi Tân Mùi trong năm này, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường. Đã vậy lại gặp sao kế đô chiếu mệnh cũng làm cho quý anh gặp nhiều chuyện rắc rối, quỷ ma quấy phá, cuộc sống khó bề yên ổn, lý trí bị che mờ. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Trong năm này quý anh tuổi Tân Mùi, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, quý anh cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Cho nên, quý anh tuổi Tân Mùi trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý anh cân đối được mức thu chi của mình để có được một năm bình ổn, tránh nỗi lo nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý anh có phần khởi sắc hơn, khi đó quý anh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi,
giúp cho quý anh có phần an tâm hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Tân Mùi cũng gặp phải những trở ngại đáng kể. Quý anh gặp chút sóng gió do các hung tinh hoa cái, điếu khách, sự tác động của hạn địa võng làm cho tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, khiến không khí cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi. Sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng, nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Quý anh cần phải trưởng thành hơn, phải tỉnh táo, thấu hiểu, tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có. Quý anh nên biết kiềm chế mình, nhìn nhận lại bản thân mình để tránh những tranh cãi, rắc rối, thị phi. Năm này dù khó tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, nhưng có gặp vấn đề rồi cũng sẽ được hóa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn. Vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý anh trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho nửa kia và các thành viên trong gia đình sẽ tốt hơn. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng thay vì khiến mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Đối với quý anh đang còn độc thân thì nên chủ động tìm hiểu và kết giao trong mối quan hệ. Sự chân thành và nhiệt tình sẽ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của quý anh. Trong tình yêu cần có sự chung thủy và kiên nhẫn thì hai người mới có thể kề vai sát cánh, tiến xa hơn đến bến bờ hạnh phúc. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Tân Mùi có vận trình sức khỏe cũng không tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn địa võng, chủ về sức khỏe, làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày già, tâm thì chẳng an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Cục diện tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Đặc biệt, gặp hạn địa võng chủ về những điểm xấu, rất dễ bị các năng lượng tiêu cực đeo bám, quý anh tuổi Tân Mùi càng cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, cẩn thận hơn khi làm các công việc nguy hiểm, chú ý khi tham gia giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn. Ngoài ra, quý anh tuổi Tân Mùi trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên rèn luyện thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Tân Mùi, nam mạng hợp với giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Mùi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Tân Mùi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch
là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi. Tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 2014, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Thân, sinh năm 2016, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi, Hợi, Mão, Mùi, gặp hạn tam tai vào các năm, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm này là năm Thìn, quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý anh tuổi Tân Mùi, không phạm Hoang Ốc trong năm này. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý anh, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2024, quý anh tuổi Tân Mùi năm này, phạm phá Thái Tuế, không nên lo chuyện bao đồng, sốc nổi, không nên giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Rất dễ vướng phải phiền phức, rắc rối, tiểu nhân quấy phá, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao kế đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý anh tuổi Tân Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng,
gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, song đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao kế đô chiếu mệnh. Sự tác động của sao kế đô đối với quý anh tuổi Tân Mùi trong năm Giáp Thìn 2024. Sao kế đô là một hung tinh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều từ 13 giờ đến 15 giờ, ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn hoặc nến. Bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Quý anh tuổi Tân Mùi bước vào tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Tháng này, đối với quý anh tuổi Tân Mùi, có nhân duyên vượng sắc, những người đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác giới, có thể sẽ phát triển thành mối quan hệ bền vững hơn. Lưu ý, trong tháng có sao kế đô tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay, thương tật bất ngờ. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Tân Mùi có phần khởi sắc, công việc khi làm ăn hợp tác hay kinh doanh buôn bán có phần được thuận lợi hơn, có tài lộc nhưng chưa có được sự tích lũy. Trong lúc thuận lợi, quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Đây là tháng có ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, quý anh vẫn có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy năng lực của bản thân, tài lộc cũng rủng rỉnh. Tháng này vận đào hoa của quý anh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến công tác hay giao lưu cùng bạn bè, quý anh muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn hại tới gia đình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý anh tuổi Tân Mùi có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của quý anh thay đổi mạnh mẽ, quý anh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn nên khó được lòng mọi người. Hồng loan tinh xuất hiện dễ khiến cho quý anh rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới, ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Không chỉ vậy, tháng này là tháng Thìn, tháng xung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khóc, cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi Tân Mùi gặp nhiều phiền phức, xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, hùn hạp làm ăn, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, kinh doanh buôn bán không mấy thuận lợi, tài lộc có sự sa sút đáng kể.
Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tử vi của quý Anh tuổi Tân Mùi, tháng 4 âm lịch năm 2024 có điểm thăng tiến nhẹ. Vận khí cát lành, tình trạng kiếm tiền tay trái của quý Anh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh buôn bán, vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu cũng sẽ khả quan. Dựa vào tài năng của quý Anh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá tốt, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ thu về tài lộc. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 5 âm lịch này, quý Anh tuổi Tân Mùi sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Quý Anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc, công việc không có sự đột phá, tài lộc chỉ ở mức trung bình. Đối với những người làm công ăn lương có một tháng trôi qua tương đối bình ổn, không có vấn đề gì phát sinh đáng kể. Các ngành nghề tay trái hay kinh doanh buôn bán cũng không phát huy được hết khả năng, tài lộc, có thu, có chi, gọi như cũng được rủng rỉnh. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý Anh tuổi Tân Mùi đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Mùi Mùi tự hình, thái tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tang quấy phá, gây ra nhiều chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý. Tháng này, quý Anh tuổi Tân Mùi không có quý nhân trợ giúp, lại thiếu đi sự hỗ trợ của các cát tinh. Có nhiều năng lượng tiêu cực đưa tới, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính, càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng quý Anh không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Trong tháng quý Anh cũng nên cẩn thận dễ gặp tai nạn. Cần chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn, khi tham gia giao thông và không nên đến những nơi nguy hiểm, những nơi có nhiều âm khí, kẻo lại nguy hại tới tính mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sang tháng 7 âm lịch này cho thấy về quý Anh tuổi Tân Mùi sẽ gặp đôi chút thử thách trong công việc, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Tháng này sẽ có những thử thách tích cực từ cấp trên để cho quý Anh khẳng định được năng lực của mình. Có cơ hội để gia tăng tài lộc cho mình, quý Anh cũng cần phải tỉnh táo, tích cực, lý trí để nắm bắt. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm cũng sẽ đến. Quý Anh chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vì vậy, quý Anh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tháng 8 âm lịch, về tổng thể vận trình của quý Anh tương đối khả quan, không có gì phải lo lắng, tài lộc tốt. Công việc trong tháng tương đối bận rộn, nhưng quý Anh xử lý ổn thỏa, điều này sẽ giúp cho quý Anh có được sự đánh giá tích cực từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Với những kế hoạch chi tiết và khoa học, quý Anh đã đạt được những kết quả như mong đợi. Ngoài ra, tháng này quý Anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Quý Anh cũng cần chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông cần phải cẩn thận, tránh để những tai nạn thương tiếc xảy ra. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 9 âm lịch, vận may của quý Anh tuổi Tân Mùi đang có xu hướng đi xuống. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý Anh cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Ngoài ra quý Anh cũng bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú, thiên khốc, điều này làm cho quý Anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc. Việc kinh doanh buôn bán có phần chậm chạp, hàng hóa ế ẩm, tài lộc kém sắc. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột, tranh cãi với mọi người, quý Anh phải học cách kiềm chế cảm xúc và đừng gây chiến vì những chuyện vặt vãnh. Bước sang tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sang tháng 10 âm lịch cho thấy, vận trình của quý Anh tuổi Tân Mùi lại đang gặp được vận quý nhân tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, quý Anh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, quý Anh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý Anh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý Anh tuổi Tân Mùi cũng cần phát huy tài năng để cấp trên nhìn nhận,
sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý anh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý anh được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, nhưng quý anh cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục phát huy, kiên trì, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Sức khỏe cơ bản ổn định. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi Tân Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý anh ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý anh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Tài lộc của quý anh trong tháng này được cải thiện đáng kể. Thần tài gõ cửa, giúp cho quý anh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, dù tình trạng cuối năm khối lượng công việc tương đối nhiều, nhưng quý anh có vận quý nhân giúp sức, nhìn chung công việc tương đối là thuận lợi, không gặp phải vấn đề nào quá lớn. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Quý anh tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch này cho thấy, về phương diện sự nghiệp có phần sa sút, từ đó tài lộc cũng không mấy lạc quan. Bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng thiếu tập trung, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Tháng này, một số người đang kinh doanh, buôn bán hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình do đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Quý anh không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền bạc rất dễ đội nón ra đi. Việc chi tiêu trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn tương đối lớn, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới, quý anh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc không bị hao tán. Ngoài ra, quý anh trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý hay xảy ra xích mích với nửa kia của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.